Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tờ KF Independent, phát biểu tại một cuộc thảo luận tại Diễn đàn An ninh Vác Ba Lan, Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu, Ben Hodges đã tiết lộ điểm yếu năng lực quân sự của NATO so với Nga. Ông cho rằng nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự châu Âu không hoàn toàn thừa nhận thực tế về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga. Lời cảnh báo về một cuộc giao tranh giữa Nga và NATO đã gia tăng kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong đó, nhiều nhà quan sát nhận định phương Tây không có đủ cơ sở công nghiệp quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ông Hoxys nói, chúng ta không có đủ tên lửa và phòng không để bảo vệ các cảng biển, sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng. Chúng ta không thể di chuyển nhanh chóng khắp châu Âu. Do đó, vấn đề di chuyển quân sự vẫn là một thách thức cần được giải quyết. Trước đó, hồi tháng 5, tờ Financial Times đưa tin, sườn phía đông của NATO chỉ có 5% khả năng phòng không cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công. Cũng theo ông Hodges, nếu Nga quyết định tấn công NATO, các lực lượng Moscow sẽ ngay lập tức tấn công cơ sở hạ à tầng giao thông ở châu Âu. Cựu tướng Mỹ nhấn mạnh, hãy tưởng tượng những gì xảy ra trong một tuần ở Ukraine sẽ xảy ra ở Gdansk, hoặc Klaipeda, hoặc Tallinn, hoặc Bremerhaven. Trong trường hợp xấu nhất, Litva sẽ phải đợi 2 tuần để quân tiếp viện đến. Ở một diễn biến khác, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết các nước NATO sẽ không bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine vì họ lo sợ những hành động như vậy sẽ kéo họ vào một cuộc xung đột với Nga. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho rằng sự hỗ trợ của các đồng minh trong việc bắn hạ máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Israel và các hành động tương tự ở Ukraine là hai bối cảnh và chiến trường rất khác nhau. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà cho biết, chúng ta đang nói về hai bối cảnh và chiến trường rất khác nhau. Ngay từ đầu, khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống đã chỉ đạo bộ phận này cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Bà Sinh nhấn mạnh rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Ukraine nhưng sẽ hỗ trợ Kiev trong nỗ lực giành lại lãnh thổ có chủ quyền của mình. Khi được hỏi liệu việc tấn công tên lửa Nga từ lãnh thổ Ba Lan hoặc Romania có được coi là đưa quân vào chiến trường hay không, bà Sinh cho biết điều đó sẽ khiến chúng ta tham gia vào một cuộc chiến theo một cách khác. Người phát ngôn của Lầu Nông Góc nhấn mạnh rằng Ukraine đã rất thành công trong việc sử dụng phòng không và các khả năng khác để tiếp tục giành lại lãnh thổ của mình. Người phát ngôn của Lầu Nông Góc nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu này. Bà cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận tập trung vào việc cập nhật tình hình chiến trường để đánh giá tốt hơn những khả năng bổ sung mà Ukraine có thể cần. Theo hãng tin Reuters, Nga và phương Tây đang có nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp khi Moscow cảnh báo sự ủng hộ của họ cho Ukraine đang đẩy Mỹ và các đồng minh đến bờ vực đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Cùng với đó, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tăng cường tấn công vũ khí phương Tây ở Ukraine. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí phương Tây. Trước động thái trên, ông Andreas Kubilius, tân ủy viên EU về quốc phòng và không gian cho biết, EU và Nga có thể đối đầu nhau trên chiến trường trong vòng chưa đầy 10 năm nữa. Ông Kubilius, cựu Thủ tướng Litva, là một chính trị gia có lập trường cứng rắn về quan hệ với Moscow. Theo ông Kubilius, EU cần phải tăng cường sản xuất quốc phòng và tích trữ dự trữ để có thể tự vệ trước các mối đe dọa trong tương lai. Ông cho biết, nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho giao tranh, đồng thời kêu gọi thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu và khuyến khích đầu tư vào công nghệ quốc phòng trong tương lai. Ông Kubilius nói thêm, chúng ta phải sẵn sàng cho kịch bản đối đầu với Nga về mặt quân sự trong vòng từ 6 đến 8 năm nữa. EU, NATO và cùng với các quốc gia thành viên phải tăng cường sản xuất quốc phòng, tăng cường tích trữ và tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Theo vị quan chức này, các đối thủ của EU đang theo dõi chặt chẽ liệu liên minh sẽ thành công hay thất bại trong nỗ lực nói trên. Ông Kubilius không phải là chính trị gia EU duy nhất cảnh báo về kịch bản EU có thể nổ ra xung đột với Nga trong những năm tới. Hồi tháng 4, tư lệnh quân đội Đức, tướng Kastenbrewer nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ba Lan rằng Nga sẽ tái xây dựng lực lượng sau cuộc xung đột với Ukraine Và trong vòng từ 5 đến 8 năm nữa Nếu Nga quyết định tấn công các quốc gia Thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Thì họ có đủ khả năng quân sự để làm như vậy Ông Breuer tuyên bố Tôi không nói điều đó sẽ xảy ra Nhưng điều đó có thể xảy ra Chúng tôi nhận thấy Nga đang sản xuất rất nhiều vật liệu Phục vụ xung đột Và họ không đưa tất cả số vật liệu này Ra tiền tuyến ở Ukraine Vì vậy vào năm 2029 Chúng ta phải sẵn sàng Euronews mới đây đưa tin, cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, 57 tuổi, đã chính thức tiếp quản vị trí Tổng Thư ký NATO từ người tiền nhiệm Jens Stoltenberg. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao diễn ra ở trụ sở NATO tại Bruxelles, Bỉ, ông Mark Rutte bày tỏ sự cảm kích khi được Liên minh tin tưởng giao giữ chức Tổng Thư ký. Người tiền nhiệm Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng ông Mark Rutte sẽ hoàn thành rất tốt vai trò mới. Ông Jens Stoltenberg chia sẻ, ông ấy biết cách thỏa hiệp, đạt đồng thuận và đây là những kỹ năng rất quan trọng tại NATO. Liên minh sẽ vận hành tốt dưới sự lãnh đạo của ông Mark Rutte, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Rutgers, Michael Rossi cho rằng tân tổng thư ký NATO Mark Rutte có thể tiếp tục đi theo con đường giống như những người tiền nhiệm đó là dẫn dắt quá trình chuyển đổi đang diễn ra của liên minh này từ một tổ chức an ninh thành một khối quân sự. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Rutte đã hứa sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng của liên minh trước những thách thức trong tương lai, tăng chi tiêu và thúc đẩy đổi mới. Theo chuyên gia Rossi, việc bổ nhiệm ông Rutte rất có thể sẽ giữ cho các chính sách đối ngoại và mục tiêu hiện nay của NATO được nhất quán với những người tiền nhiệm là ông Stoltenberg và ông Anders Fogh Rasmussen. Ông Rutte có vẻ phù hợp với việc tiếp tục chương trình nghị sự của tổ chức này từ thời ông Stoltenberg trong việc biến đổi NATO từ một liên minh phòng thủ tập thể thành một khối quân sự khu vực. Theo ông Rossi, các đặc điểm của chương trình nghị sự này bao gồm quan điểm coi Nga, Trung Quốc và Iran là nhân tố gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh cũng như cam kết liên tục về hỗ trợ Ukraine gia nhập liên minh này trong tương lai, trong khi đang tham gia vào một cuộc xung đột ủy nhiệm với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng việc NATO mở rộng và kết nạp Ukraine sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp đối với Nga và Moscow, coi tình trạng không liên kết của Ukraine là điều kiện then chốt để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Kế hoạch của Kiev gia nhập NATO là một trong những lý do khiến Nga triển khai kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Mới đây, ông Trump tuyên bố trở lại địa điểm mình từng bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania để vận động tranh cử. Tỷ phú Musk tuyên bố sẽ có mặt để ủng hộ. Cụ thể, đăng tải trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cho biết ông tham dự một cuộc meeting do ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tổ chức tại địa điểm mà cựu tổng thống Mỹ từng bị mưu sát tại bang Pennsylvania. Ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X rằng Tôi ở đó để ủng hộ, đề cập đến buổi vận động cử tri được ông Trump tổ chức tại thành phố Butler, bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 10. Theo hãng tin Bloomberg, CEO của Tesla và SpaceX trước đó đã quyên góp hàng chục triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ ba của cựu Tổng thống Mỹ Trump. Đóng góp vào một ủy ban hành động chính trị PAC, tỷ phú Musk đã chi tri 71 triệu đô la Mỹ chủ yếu cho các hoạt động vận động và thực địa nhằm thu hút phiếu bầu cho ông Trump. Hồi cuối tháng 9, CBS News dẫn hai nguồn tin cho biết, đầu tháng 10 tới, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Butler, Pennsylvania, địa điểm từng xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi tháng 7. Cuộc vận động tranh cử của ông Trump được lên lịch tại khu tổ chức hội trợ Butler Farm Show. Sự kiện này có thể sẽ tương tự như cuộc vận động trước đó. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ trở lại Butler. Trong bài đăng trên mạng xã hội Chososo cuối tháng 7, cựu Tổng thống cho biết ông sẽ trở lại nơi này trong một cuộc vận động quy mô lớn. Trong một cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, nghi phạm Thomas Krups đã nổ súng vào ông Trump từ một mái nhà cách vị trí cựu tổng thống đang phát biểu khoảng 120 mét. Theo phân tích của CBS News, Krups đã bắn 8 phát trong vòng chưa đầy 6 giây. Vụ nổ súng đã khiến lính cứu hỏa Pennsylvania Corey Compreto thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm Krups ngay sau đó đã bị đội chống bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn thiệt mạng. Kể từ sau vụ ám sát hụt ở Butler, Ông Trump thường phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử ngoài trời từ phía sau tấm kính chống đạn. Khi được phóng viên của CBS News Kathleen Huey Burns hỏi liệu ông có bị căng thẳng sau sự việc ở Butler hay không, ông Trump trả lời, ông không bị căng thẳng. Ông Trump nói, câu trả lời là đường đạn rất sát và tôi có thể đã không được ngồi ở đây lúc này. Sự an toàn của ông Trump một lần nữa bị đặt câu hỏi khi các nhân viên mật vụ phát hiện một kẻ khả nghi với khẩu súng trường trong bụi cây gần sân gôn ở West Palm Beach, trong lúc ông đang chơi gôn tại đây. Nghi phạm Ryan Wesley Root, 58 tuổi, đã bị buộc hai tội danh liên quan đến vũ khí, liên quan đến vụ việc. Các công tố viên liên bang cũng có kế hoạch buộc tội người này về hành vi cố ý ám sát một nhân vật chính trị.